Ở nhà chị có cái phòng đã quá trời luôn. Dạ, cái phòng gỗ. Ngủ phòng trước hả? Dạ, tại có em bé ngủ phòng trước rồi, đâu có ngủ phòng đó. Quá đã luôn, cái phòng nhìn nó hết hồn, hết hồn. Qua chơi giờ mấy ngày mai chỉ ba gì bển rồi. À. Thôi để bán sớm cái này cho rồi xong xuôi về với Long Xuyên nha. Dạ. Ừ. Đây là cái phòng của căn nhà mình ha, cái phòng lớn nè. Phòng lớn của nhà mình nè. Nhà nở hậu là 6,5 m phía sau này ha, tủ gỗ nè, nhìn thấy rất là xịn sò luôn nha. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha. Sàn là sàn ốp gỗ nè. Đó. Và ở đây là phòng phía trước, cầu thang đi lên trên lầu ở trên nè. Phòng phía trước nè. Và đi xuống dưới phòng ở dưới nè. Nhà mặt tiền đường luôn nha. À, hướng này giờ về bến 45 trường Hoàng Lê Kha, còn hướng này thì ra ngoài chợ cây gõ, thu giữ cây gõ. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng đang ở đây là trên đường Minh Phụng ha, đường Minh Phụng ngay đoạn 151 đường Minh Phụng. Đằng đó là cầu vượt cây gõ đó cô chú anh chị. Và cái chung cư này là chung cư ngay cầu vượt cây gõ nè. Cầu vượt cây gõ đó giao giữa đường 3 tháng 2 Minh Phụng với đường Hồng Bàng ha. Kia mình đi qua 3 tháng 2 đi về quận 11, rẽ trái thì mình ra cầu Phú Lâm. Bên tay phải thì mình sẽ đi về hướng chi cục thuế quận 5 và đi về Thuận Kiều các cô chú anh chị. Ngay đó là cầu vượt cây gõ ha. Và ngay đây là đường Lê Quang Sung, và đằng kia là chợ Minh Phụng ha. Đó, đằng đó là chợ Minh Phụng nha cô chú chị, chợ Minh Phụng ha. Và đi thẳng là ra đường Hậu Giang, ngã tư Hậu Giang, sau xưa mình đi tiếp nữa là đi ra ngoài đại lộ Võ Văn Kiệt, chợ Bình Tiên, đại lộ Võ Văn Kiệt. Ở đây gần chợ Bình Tây, chợ Minh Phụng, chợ cây gõ ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và bạn một căn nhà nằm ở mặt tiền đường bến 45 nè. Ngay chỗ này là 151 Minh Phụng nha. Mình đi vô đây nha. Căn nhà đó đó cô chú anh chị thấy không? Căn gì kìa. Đó, căn cao cao đó ha. Mình đi theo đường nhựa lớn này nha. Căn nhà mình địa chỉ số 14 đường bến Phú Lâm. Ở đây thuộc phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì căn nhà mình là căn nhà mặt tiền nha cô chú anh chị. Ở đây kế bên trụ sở khu phố 5 nè. Ở đây thuộc phường 9 nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì chủ đang cần tiền để trả ngân hàng, xong chủ về quê á, nên chủ kêu bán giá cực kỳ tốt luôn. Căn nhà là chiều ngang của nó là 3 m, chiều dài 15 m, nở hậu là gần 6,5 m. Diện tích đất là 55 m, mà chủ nhà kêu bán chỉ có mức giá là 4 tỷ 680 triệu thôi. 4 tỷ 680 triệu thôi. Cô chú anh chị bạn nào mà có nhu cầu sở hữu căn nhà này thì alo cho Vũ Hồng ha, để mình đi xem nha cô chú anh chị. Hướng này mình đi thẳng ra ngoài kia là đường góc đường Hoàng Đệ Kha ha, Hoàng Đệ Kha nha. Địa chỉ nhà mình số 14 nè, số 14 đường bến Phú Lâm ha. Đó, nhà mình một trệt một lửng một lầu ha. Đó. Nhà thì có giấy chủ quyền Hồng, có hoàn công luôn nha, đang vay được ngân hàng luôn ha. Và cái nhà này ha, đó, nhìn ra phía ngoài nè, đây ra phía mặt tiền đường, ở ngoài thì chỉ có khoảng chừng 30 m 40 m thôi. Đó, đường này đi thẳng vô trong nè,
Bên đây có trường học Hoàng Lê Kha. Và căn nhà mình nằm ở đây ha cô chú chị. Thì Vũ Hồng vô trong review cho cô chú chị bạn xem nha. Nếu mình có nhu cầu đi xem thì cứ alo cho Vũ Hồng qua số 0933797979 nha cô chú chị. Rồi bây giờ Vũ Hồng sẽ đi vô trong nhà ha. Xin nhắc lại là phía ngoài mặt tiền mình đó, bên phải là chợ Minh Phụng, bên trái là dòng xe cây gõ ngay nhà sách Nguyễn Nhân Cừ nha. Nhà mình có hướng chính là hướng Bắc ha. Đây sân nhà của mình ha, chiều dài nhà mình là 15m nha cô chú anh chị. Đây cô chú chị bạn nhìn ha. Ủa mấy cái đèn này mở được không cô? Con mở nhà mở chút xíu nha. Rồi đây ha cô chú chị. Mặt tiền phía ngoài nè. Đó, cửa mình xài bằng cửa nhôm Sinh Pha. Ở ngoài này là có một lớp cửa, ở ngoài là lớp cửa sắt bên ngoài luôn ha. Cho con quay cái nha cô ơi. Dạ, nhà thì cao ráo sạch sẽ, một đời chủ ở luôn nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị bạn nào mà có quan tâm thì liên lạc sớm với Vũ Hồng nha. Căn nhà này giá cực kỳ tốt luôn ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì alo cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933797979 nha, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Rồi. Nhà mình là ở phía 4 mét cuối là sẽ nở hậu về phía bên tay phải ha. Nở hậu qua phía bên tay phải là khoảng 6m3 cô chú chị, 6m3. Ở đây là một cái không gian vệ sinh của nhà mình đây ha. Và ở đây là ở trên là chủ nhà xài bằng tủ gỗ nha. Đó, có máy hút này ha. Còn đây là máy, đây là bếp hồng ngoại, bếp điện từ ha. Chậu rửa inox 304 nha cô chú chị. Đây. Rồi ở đây cô chú chị bạn nhìn đây là gian bếp của nhà mình ha. Đây là gian bếp của nhà mình hả cô chú anh chị? Gian bếp của nhà mình là có tủ bếp trên, tủ bếp dưới nha. Hả? Nói chung là nhà mình thì nhà chính chủ ở nên là nhà rất sạch sẽ, vô ở ngay thôi. Bên trong đây thì có, bên trong đây là có mặt bếp bằng kính cường lực. Bên trong kính cường lực màu, mặt bếp bên trên đây là bằng đá hoa cương nha cô chú anh chị. Hả? Tủ gỗ đồ rất đẹp luôn ha. Cái nhà vệ sinh thì chủ làm khá lớn á. Không gian cực kỳ rộng luôn nha cô chú anh chị. Hả? Ở đây cô chú chị bạn nhìn nè ha. Đây nè ha. Đây cô chú chị bạn nhìn nè ha. Đây cô chú chị bạn xem ha. Toàn bộ không gian mình nở hậu phía sau nè. Nở hậu phía bên tay phải nha cô chú chị. Và đây là cái gian vệ sinh của nhà mình nè. Hả, gian vệ sinh của nhà mình thì có máy hút từ hút bên trên. Và có đây có vòi sen loại lớn á cô chú chị. À, rất đẹp luôn ha. Ở phía sau khoảng 4 mét cuối là nở hậu, qua bên kia là 6m3 nha cô chú anh chị. Chị ơi. Rồi mời cô chú anh chị bạn tham quan lên trên lầu ha. Tham quan lên trên lầu nha cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ mình mời cô chú anh chị bạn xem lại một lần ở dưới trệt này nữa, mình lên trên lầu nha cô chú anh chị. Lên trên lầu nha cô chú anh chị. Đà, cầu thang thì chủ nhà sử dụng cầu thang gỗ ha. Đó, bóng loáng luôn ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu nha. Nhà mình là nhà mặt tiền hướng Hà là hướng Bắc, gần chợ Cây Gõ hay còn gọi là chợ Minh Phụng với cô chú anh chị. Nhà còn khá đẹp nha cô chú anh chị. Bây giờ Vũ Hồng mở đèn cho cô chú anh chị bà xem nha. Đèn đang tắt. Đây sáng choang luôn ha. Và đây là không gian ở phía trước nhà mình được dán giấy dán tường Hàn Quốc cao lên đến trần luôn ha. Mở đèn hết lên cho cô chú anh chị bà xem. Cô mở giúp giùm con ha. Nhà đẹp quá cô ơi. Cô về Long Xuyên luôn đúng không? Vậy là cô về Long Xuyên đúng không? Con cũng miền Tây luôn đó.
Dạ. Rồi đây. Ở phía ngoài đây nè cô chú anh chị, ở phía ngoài này chủ đẩy ban công ra phía ngoài này có sông inox bảo vệ nè, ở trên có kính nè ha. Đó. Ở phía trước nè, đây là phía trước nhà mình nè. Đó cô chú anh chị bạn nhìn ha. Bên phải mình ghẹo qua chợ Bên Phụng nha. Còn bên trái là mình sẽ bên phải là chợ Bên Phụng, bên trái là nhà Bến Phú Lâm. Mai mốt cái đoạn giữa này sẽ giải tỏa hết luôn cô chú anh chị, giải tỏa ha. Thì mình ra được mặt tiền đường lớn luôn. Hiện tại thì mặt tiền đường này nó nhỏ, nó khoảng 8 mét thôi. Nhưng mai mốt giải tỏa bên kia là ra được cái mặt tiền đường lớn luôn, giống như nhà bên kia, đối diện với nhà bên kia, giải giữa này là giải tỏa hết luôn nha. Rồi mời cô chú chị bạn xem. Đó, đây cô chú chị bạn xem nè ha. Đây, ở trên lầu mình, ở trên đây có máy lạnh đồ đầy đủ hết ha, cục wifi đồ ta để sẵn ở trên đó hết rồi đó. Rồi về mình chỉ sử dụng thôi. Nói chung là nhà còn rất mới luôn, không có bị dơ bẩn gì hết ha. Sàn thì sàn ốp gỗ, ở đây là nhà chủ ở nhà ở rất là sạch luôn á. Phòng này thì khá rộng nè, phía sau nở hậu chủ nhà có làm một cái phòng ở phía sau. Không gian này thì chủ nhà ốp gỗ hết toàn bộ ha. Ốp gỗ toàn bộ luôn, cửa nhà là bằng cửa gỗ luôn nha. Do nhà mình nở hậu ở phía dưới mình làm gian bếp với nhà vệ sinh. Còn ở trên đây là mình để nguyên cái phòng luôn. Nên căn nhà mình nhìn cực kỳ rộng luôn. Và xung quanh đà viền là được chủ nhà ốp gỗ nè ha, sàn thì sàn cũng ốp gỗ luôn nha. Hả? Phòng rất đẹp luôn ha. Ở đây thì chủ nhà làm ở chỗ để treo tivi rồi nè ha. Đây cái kệ rồi nè, mấy kệ chắc đâu tháo được cô. Để lại luôn không? Để lại thôi, mang tivi đi thôi ha. Giường thì để luôn hả cô? Giường mang hay để đi? Cái giường này chắc để lại luôn rồi. Để lại chứ đem. Giờ dưới để cũng không hợp ha. Còn cái tủ này sao? Tủ này thì để rác, cái tủ này nó liền. À tủ này để luôn hả cô? Ừ. Thì vô bộ này nè. À để luôn. Cô để lại luôn. Rồi còn cái gì để cái gì cô nói đi, để con hồi cô cho con nè. Thì đó, cái mấy cái liền nè. Để cái này xíu. Không chào. Rồi, cái này thì, là để không? Thì rồi cái quê dính liền gì là để nè. À. Rồi còn mấy cái nào gời đồ của mình thì này để luôn, để luôn, cái để đó, luôn. Cái máy đó lạnh thì sao? Máy lạnh thì mình đi muốn để thì trả tiền. À, thỏa thuận giá trước thôi. Ừ, thì đó. Coi thử coi trong đây có gì. Nhà là toilet. Trong đó là toilet đó. À cái toilet đẹp quá ha. Đó. Đó, toilet có bồn tắm đứng luôn nè. Đó, cái này có nóng nước nóng không cô? Nước có nóng, nước nóng, nước lạnh luôn. Trên chảnh có vàng nước mà nóng mà. À có vàng nước nóng năng lượng trời cho đất luôn hả? Ừ. À. Ở đây là hồi đó cô xây hay sao? Cô thấy nó đẹp quá hả? Xây. Tự xây luôn hả? Ừ. Có quạt hút đó luôn. Rồi. Nhà vệ sinh thì có quạt hút luôn. Rồi. Đâu cô chỉ con cái nào nói để con nói với khách là cái nào bán, cái nào giữ nha cô chứ để không. Không. Cái này là dĩ nhiên để rồi. Chắc mang đi nha. Rồi cô điếc lên lầu đi. Rồi. Rồi. Đâu cô vô coi coi. Này là cái phần thêm. Cái phần thêm. Ờ, cái phần này là phần, cái lửng này là giống như mình hồi đó mình làm, mình không ấy, không quản, nếu mà ở thì cũng được. Mà cái phòng thì ở được luôn hả? Nè. Có đèn không? Chưa có đèn nè, về gắn đèn hả? Đèn cũng có mà. Có bóng rồi, còn bóng này đứt rồi. Đứt rồi, tại không có ở. À, phòng này có đồ, được. Có đồ máy lạnh luôn, vàng mà gắn lạnh là để gắn sẵn hết. À, nghĩa là đi sẵn cái dây ống máy lạnh sẵn rồi. Ờ, đây nè, đầy đủ hết. À, sàn này cũng có gỗ luôn. À, cái này là 3D. Dạ. Ở trên thì sao cô Dân? Ở trên hả? Trên thì phơi đồ. Cái vàng trên này. Coi thử coi. Lên đi. Rồi, con lên nè. Coi chừng đụng đạo. Con có việc cũng mua nhà này luôn. Đúng rồi, cái nhà này. Ở quá ngon luôn. Nè, đó vàng nước nè. À, hệ thống nóng năng lượng trời cũng nóng được đây hết luôn. Đầy đủ hết. Đó. Ở đây có cúp nước gì không cô? Cái này ít lắm, gần Tết đồ nó mới có một hai lần nó kêu, nó cũng báo mình. Ồ, cái này cũng làm thêm quá trời luôn nè. Tại vì mình phơi đồ, mình sợ gió rồi nó bay để mình làm. Có chỗ thoát hiểm luôn. Ờ, đó. Quá đã luôn ha. Cô cho con hỏi, phải ủy ban nhân phường 9 nằm ở đây không? Đúng rồi, phía sau. Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân phải không? Ừ, phía sau này. Ủa, này gió mát quá trời luôn nè. Nè, nó đi về cái này. Nè, Lê Văn Xuân nè. Đó. Đâu? À đây đường Lê Văn Xuân đây hả? Ừ.
À, chạy qua bên kia là ngay chỗ bến xe Chợ Lớn chạy thẳng ra đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, bên đó đó. Cái khu này người ta xây quá trời xây rồi nè. Quỹ ban đúng không? Ờ, quỹ ban tuốt kia là tuốt dưới là còn xa, không thấy, khỏi mấy cái vậy đó. Ủa, chỗ này cũng mới làm sao nè, hồi đó giờ? Lâu rồi, hồi đó tới giờ cũng có chục năm gì rồi. Được cái sân thượng này quá ngon luôn đúng không? Đó, mình làm tiện mà. Ở mình ở chứ đâu có nghĩ làm tới bán đâu. Nhà này là chính chủ hồi xưa tới giờ. Dạ. Không có qua người nào, chỉ trong nhà ông bà để lợ dài dài thôi. Dạ. Chứ không có mà người ngoài chưa có ai vô. Ở đây thường là cô đi chợ nào? Chợ cái rõ nè. Ủa, cái câu hỏi nè, chợ cái rõ với chợ Minh Phụng là nào đúng? Đó, chợ Minh Phụng mới đúng. Mà tại vì hồi đó ở đây là có cái cầu cái rõ thì người ta cầu kêu. Cầu rõ kêu chợ cái rõ nhưng mà chợ Minh Phụng mới đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, để chợ Minh Phụng. À. Nhà sách thì nhà sách cái rõ. Còn cái đây là cái đường gì con? Trường học đằng kia là trường học Hoàng Lê Kha. Trường Hoàng Lê Kha đúng không? Phải qua bên ngoài được. Hồng Bàng đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Ngay chỗ xe máy Quang Phương đúng không? Nhưng mà chưa, nó còn nằm ở đây nè. À. Chưa tới. Chưa tới cái đường đầu đường chưa, kia đúng không? Chưa. Chỉ cái nè chỗ cái nha. Đó. Đó còn thấy mấy ngón đó. Đó đó đó. Đó là trường Hoàng Lê Kha là trường cấp mấy? Cấp 2. Cấp 2, còn cấp 1 này đi học ở đâu? Cấp 1 Lê Quang 8 phía sau này. Lê Quang 8 là nằm đây đây là đúng không? Lê Quang Sung á. Rồi Lê Quang 8. Ừ. Cấp 3 thì ra Mạc Đĩnh Chi hoặc là vô. Đúng rồi, đúng rồi. Ra Mạc Đĩnh Chi hoặc vô cho qua Hậu Giang đâu rồi Nguyễn ông luôn đồ đó. Bến Thành. Nhân, ừ. Cái gì Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành đúng rồi. Ở đây đi gần quá ha. Ừ. Đây về qua. Mình là hướng Chánh Bắc luôn không con? Đúng rồi. Chánh Bắc luôn không? Ừ. Quá đã luôn, nhà này quá ngon luôn. Cô bán là căn này là cô chính chủ bán luôn, là thời xưa là cô đi cô giờ cô định bán ở từ xưa giờ cô bán là cô về dưới Long Xuyên. Đúng rồi. Con cô là đang ở dưới Long Xuyên. À. Con trai phải không? À. Còn người dưới là con dâu. Dâu. À, à rồi, cô tên cô gì? Cô Lợi. Cô Lợi. Cô Lợi bao nhiêu tuổi rồi? 68 rồi. 68 là tuổi Tuất hả? Tuổi thân ấy tuổi dậu á. Tuổi dậu hả? Tuổi dậu 69, thường thường là 69 mình kêu. Rồi ok, ai mua căn nhà này thì được quá ngon luôn. Đó. Quá cực quá ngon luôn ha. Cầu thang này là mình khoái làm cầu thang gỗ rồi mình làm vậy hả con? Đó. Tôi thích gỗ không? Thằng con tôi nó ưa thích gỗ lắm. Xài nó bởi vì nó xài tốn tiền gỗ mấy trăm triệu. Bây giờ ảnh đi dưới là lâu lâu mới về hả? Cả tháng nó mới về chú ơi. Làm bên cái gì hả con? Cô lại. Nó làm bên công ty cát. Cát hả? Ủa con thấy này chắc cô lao thường xuyên sao nó bóng dữ thì phải lao, nhà này sạch sẽ mà. Ô cô đào Phật hả? Phật. Bên bên thờ Phật, bên thờ Cụ Quyền. Rồi vậy thôi. Nhưng mà cầu thang này cô làm bằng gỗ nó đẹp nè. Không giờ làm gỗ nó đẹp, một cái thấy gỗ chắc chơi gỗ xịn. Gỗ xịn không? Có cho văn phòng đấy thế này kia mà cái 500-600 triệu. Cái phòng này quá đã, cái phòng này chắc làm nhiều tiền lắm ha. Mấy trăm triệu của nó. Cái này cô xây năm nào ạ? À? Này 2010. 2010 hả? Tới giờ thấy gỗ này thấy đã rồi. Đóng cái này là mình mướn đặt hết luôn đúng không? Mướn, người ta mướn thợ làm hết, mướn là lại làm. À. Rồi đi xuống dưới. À. Rồi cô tắt đi. Rồi. Dạ. Ủa nhà chị có cái phòng đã quá trời luôn. Dạ. Phòng gỗ. Ngủ phòng trước hả? Dạ, có em bé ngủ phòng trước ngoài đó, phòng đó. Quá đã luôn cái phòng nhìn hết hồn, hết hồn. À. Thôi để bán sớm cái này cho xong xuôi về với Long Xuyên nha. Dạ. Ừ. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ số 14 đường Bến Phú Lâm hả cô chú anh chị. Căn nhà mình thì có kích thước ngang là 3 mét và nở hậu là